Hello tất cả các chị à, và lại là em đây. Và hôm nay em làm cái clip này muốn là để chia sẻ với tất cả các chị đã từng inbox cho em là em ơi, em có một cái sản phẩm nào đó để mà chăm sóc cái mái tóc của em nó được đẹp, được dày, được bồng như vậy không, thì em có thể chia sẻ cho chị không? Vâng, thì hôm nay em làm cái clip này muốn giới thiệu cho tất cả các chị một cái sản phẩm mà em đã từng sử dụng rất hiệu quả, em mới quay ra để em kinh doanh dòng sản phẩm này, bởi vì em muốn chia sẻ cho tất cả các chị đều có được một cái bộ tóc cũng như là giảm được các cái tình trạng rụng tóc sau sinh, gãy rụng do xài hóa chất, cũng như là các chị nào bị gầu hay bị ngứa đầu, hoặc các chị nào mà có da dầu đầu nó bị bớt dính, thì em xin chia sẻ với các chị cặp bộ đôi sản phẩm này. Và đây là cặp dầu gội gừng thuốc bắc của Quileia. Và tại sao em lại giới thiệu nó? Có thể giải quyết được hầu hết tất cả các vấn đề cơ bản trên tóc mà chị em gặp phải. Bởi vì gừng kết hợp với các loại thuốc bắc kèm với lại cái hình thức sản xuất rất là chuyên nghiệp, thì cặp bộ đôi này là một cặp bộ đôi nó có thể khiến cho kiểm soát được cái dầu nhờn ở trên bề mặt da đầu, làm cho cái da đầu nó thông thoáng cũng như là nó được cân bằng lại, và từ đó nó kích thích được các nang tóc mọc nhiều hơn, kích thích được từ chân tóc tới ngọn tóc, nó nuôi dưỡng cái bộ tóc của mình chắc khỏe và có độ đàn hồi. Và đảm bảo với các chị chỉ cần sử dụng 2 tuần là các chị thấy cái độ rụng nó bắt đầu nó giảm, cũng như là cái sợi tóc của mình nó được đàn hồi, nó không có kiểu khô sơ cũng như là gãy rụng nha. Và khi các chị xài hết một cặp này thì các chị sẽ cảm thấy là hoàn toàn cái bộ tóc của mình nó khác hẳn luôn khi mà mình chưa dùng. Cái này là em đảm bảo với các chị luôn nha. Và cặp bộ đôi này là một cặp bộ đôi mà hầu hết như tất cả bạn nào mà đã xài rồi thì đều quay lại mua lại, bởi vì nó thứ nhất là nó chất lượng, thứ hai là nó có thể kiểm soát được hầu hết các vấn đề trên da đầu, cũng như là nó làm giảm gầu nè, giảm được dầu thừa trên da đầu nè, làm cho sợi tóc bóng khỏe chắc hơn nè, và đặc biệt là nó có một mùi hương cực kỳ dễ chịu. Và em muốn nói với tất cả các chị là khi các chị xài dầu gội thì cũng như là xài các loại kem body hay kem mặt, các chị hãy xài liên tục cho em. Đừng có hôm nay xài dầu gội này, ngày mai xài dầu gội kia nha. Bên em thì khi mua một cặp như thế này được tặng một cặp mini. Một cặp mini đó để làm gì? Thứ nhất là để các chị ví dụ đi du lịch hay là đi đâu xa 1-2 ngày thì các chị có thể mang theo để mình xài, khỏi cần phải mang cặp này đi nha. Và tất cả các chị nào muốn có một mái tóc thật là đẹp khi chúng ta sử dụng hóa chất, ví dụ như là uống rồi nhuộm mà nó không bị hư, thì inbox em sẽ tư vấn cho tất cả các chị có một mái tóc thật là đẹp như em nha.